biển đêm ngàn cánh sao rụng xuống đời, bao tung bờ bãi khóc oa với người, biển dân sầu chơi vơi, biển xô bờ hấp hối, phận buông theo sóng nước buông trôi. Nụ hôn 18 xanh như mái đầu, bờ vai gầy cũ trôi ra hướng nào, biển xưa ùa nỗi nhớ, bàn chân buồn góc phố. Biển ơi có biết ta mong chờ, đêm không cùng biển sâu loang loang nước về khơi, cuồn cuộn xa bờ xưa bãi kia người mất người, hồn quan vắng nghe bơ vơ về theo cuối trời, người lặng lẽ khóc thương cuộc tình đã lạc lối. Biển ơi đừng khóc thương cho kiếp người, thời gian tàn phá bao nhiêu tuổi đời, biển trôi ra khắp lối, lòng hỏi lòng không thôi, hỏi lòng em đã quên ta rồi. Dạ xin được kính chào quý ông bà, cô bác, cô chú, anh chị, các bạn cùng trở lại với em Lang Thang Nha Trang. Kính thưa quý vị, hôm nay là một video em cũng đi tìm người. Hy vọng rằng những quý cô chú anh chị sinh sống thời Nha Trang trước năm 1975 sẽ biết được những cái thông tin này và có thể chia sẻ lại những cái gì mà quý anh chị, quý cô chú được biết để em có thể tìm được người trong ngày hôm nay. Em đang ở trong cái khuôn viên một cái khu chung cư ở trên đường Thủ Kho Huân, bây giờ là đường Nguyễn Hữu Huân thưa quý vị. Chỗ đây ngày xưa là bến xe Sài Gòn, bây giờ thì mọi thứ cũng đã thay đổi rất là nhiều rồi. Phía xa xa quý vị thấy một cái cột tháp, đó là tháp chuông của giáo xứ Phước Hải. Từ trong bến xe Sài Gòn này, em sẽ đi tìm kiếm một người cô, đó là cô Trần Thị Kim, một người chú đang ở nước Mỹ. Ngày xưa thì chú sinh sống ở Sài Gòn, chú là một người dân Sài Gòn gốc. Chú có cho em biết rằng từ thuở sau năm 1975 thì cô Trần Thị Kim có vào trong Sài Gòn để đi làm việc, làm ở nhà máy Z751. Cô Trần Thị Kim là người con gái của một chủ hãng xe đò của Nha Trang thời trước năm 1975. Bến xe, chuyến xe đò đó là đi Sài Gòn Nha Trang đó quý vị. Thì hôm nay em sẽ bắt đầu từ cái việc tìm kiếm này ở ngay trong bến xe Sài Gòn. Hy vọng nhiều quý cô chú anh chị sinh sống thời Nha Trang biết được những thông tin này, có thể cho em thêm những cái tin tức. Theo em được biết thì sưu tầm qua những cái hình ảnh Nha Trang xưa cũ đó quý vị, thì ở Nha Trang bến xe Sài Gòn thì có một cái hãng xe nổi tiếng, đó là bến xe Thuận Thành. Ở phía bên kia quý vị cũng thấy có một cái nhà trọ mang tên Thuận Thành luôn. Hồi xưa thì góc này là Thủ Khoa Huân. Cô Trần Thị Kim là một người con gái của gia đình hãng xe Sài Gòn Nha Trang. Em cũng không có biết là hãng xe nào, chú cũng chỉ biết thông tin mang máng vậy thôi. Và một cái thông tin đặc biệt quan trọng nữa là cô Trần Thị Kim sau 75 có đi vào Sài Gòn làm việc, làm ở nhà máy Z751. Ở Nha Trang mình thì có nhà máy Z753 ở Đèo Rù Rì đó quý vị. Rồi mãi đến năm 78-79 thì cô Trần Thị Kim cũng đã đi vượt biên. Không biết là hiện nay cô sinh sống ở nước nào. Cũng đã quá lâu rồi, từ năm 78 đến nay thì chú ở Sài Gòn cũng mong muốn tìm lại cô Kim, họ chỉ là bạn bè thân thiết thôi. Đây là góc ngã tư giữa Thủ Khoa Huân và Nguyễn Hoàng.
ngay cái góc này quý vị, theo em được kể là ngày xưa là những cái chiếc xe đò sẽ chạy từ bến xe Sài Gòn ra đường, hình như đi đường Nguyễn Hoàng, rồi những cái chuyến xe mà từ Sài Gòn về đó họ sẽ đi theo đường tỉnh lộ 4, rồi tới đường Thoại Ngọc Hầu, rồi băng qua cái đoạn Phù Đổng Thiên Vương, rồi trở về lại cái bến xe Sài Gòn này theo một cái hình vòng tròn. Đó là theo em được kể như vậy thôi, không biết quý vị có thể xác nhận được cái thông tin này hay không. Hồi xưa thì ngay ở góc phía bên đây thì có những cái quán cơm. Đây là cái khuôn viên của bến xe Sài Gòn ngày xưa, hiện nay thì thay đổi rất là nhiều. Đây cũng là một cái clip mà em đi tìm kiếm lần thứ tư, thứ năm. Đây là người thứ năm mà em tìm kiếm thưa quý vị. Em cũng đã vài lần tìm kiếm những người khác giúp quý cô chú anh chị ở phương xa để tìm lại bạn của mình. Như quý vị thấy cái chỗ đây là nhà trọ Thuận Thành, là từ ngày xưa đến giờ vẫn còn nguyên luôn. Dạ con chào mấy bà mấy cô. Dạ dạ, cho con hỏi thăm chút xíu nha bà. Dạ bà ơi, cho con hỏi thăm hồi xưa hãng xe ở Sài Gòn Nha Trang mình là có bao nhiêu hãng vậy bà ha? Ồ. Dạ chú. Nhưng mà có cái hình nhà hãng hồi xưa nè. Dạ. Mà để có cái hình hãng hồi xưa. Hồi xưa nó nằm dãy đây. Nguyên một dãy đây luôn ha chú ha. Nguyên một dãy dài đây nè. Dạ. Mấy chục hãng luôn á. Thuận Thành là lớn nhất hay sao chú? Thuận Thành là hầu như lớn nhất. Nhà mình là kinh doanh nhà trọ từ xưa tới nay luôn hả chú? Xưa luôn á, từ trước giải phóng luôn á. Dạ. Hiện nay thì con đang thay mặt một chú ở bên Mỹ. Hồi xưa thì chú sinh sống ở Sài Gòn. Chú đang tìm cô Trần Thị Kim. Nghe nói cô Kim là con của một chủ hãng xe Sài Gòn Nha Trang. Nhưng mà Sài Gòn Nha Trang nói là gọi, hồi xưa nó gọi bến xe Sài Gòn. Dạ. Nó gọi chung vậy. Nhưng mà nó có nhiều là hãng bến xe, Thuận Thành, Phi Long, rồi Tiến Lực, rồi đủ thứ hết, Minh Tâm, rồi Tâm Phước, đủ nhiều lắm. Dạ. Thành ra là phải nói là của cái hãng xe nào. Chú đây thì không có nhớ lắm. Chú chỉ biết vậy thôi à. Nhưng mà tại chú người Sài Gòn, cô Kim thì người Nha Trang. Nhưng mà hỏi đó cô Kim là cô là ở đường nào? Đường hồi xưa đây cũng đường Nguyễn Hoàng. Tại vì chung quanh dạ, đây có xe. Tại vì cái chú ở Sài Gòn, chú chỉ biết cô Kim đến từ Nha Trang thôi, là con gái của một cái hãng xe Sài Gòn Nha Trang thôi. Đó chỉ biết vậy thôi à. Tại vì nói là Sài Gòn Nha Trang nhưng thật ra nó là hồi xưa nó gọi là bến xe Sài Gòn. Dạ. Nhiều hãng. Dạ dạ. Còn cái thông tin quan trọng đó là chú, là cái chú đó thì biết là cô Kim đi vượt biên năm 78 rồi. Cô Trần Thị Kim, không biết là chủ hãng xe nào, có ai họ Trần không chú ha? Ồ, không biết đâu chú. Giờ nó hết hết tiêu, giờ còn có mấy Minh Tâm thành này, còn có mấy hãng. Còn có mấy hãng còn như người ta dời hết rồi. Vòng vòng đây là mấy người ta kinh doanh nhà trọ hết đó chú ha. Hồi xưa nó nhà trọ hết. Dạ, bên kia là Minh Tâm ha. Đấy, bên này Tâm Phước Toàn là gia đình Minh Tâm luôn hay sao chú? Dạ đúng rồi, Minh Tâm hồi xưa luôn á. Ồ. Nhà này từ năm 69 rồi thấy không? Dạ có bản nội quy kìa. Đó cái bản kìa. Dạ dạ, chúc cho con vô con quay cái đó ha. Cái nhà này từ xưa giờ đó có cái bông gió đó, năm 61 đó. Từ xưa tới nay luôn. Đó năm 61 thấy không? Ồ, bông gió. Bông gió có ghi có cái dòng chữ 1961 luôn nè quý vị. Đó cái bản nội quy luôn. Nhiều lắm, ta gọi chung là Sài Gòn, bến xe Sài Gòn. Nhưng mà ví dụ là ở đường nào Kim, nhưng mà của hãng xe nào, Phi Long, Tiến Lực hay là Thuận Thành hay là Hiệp Hưng hay là Minh Tâm thì mới biết được. Dạ. Còn mà nói không là Sài Gòn là thua. Tức là chú biết không, những cái thông tin mà con tìm kiếm những người bạn, những người thân hay là những người quen của mấy cô chú á, hầu hết là một thông tin nó rất là nhỏ thôi. Chỉ hy vọng rằng quý cô chú anh chị ở đây hoặc là ở bên hải ngoại, họ có biết được thì họ cung cấp thêm cho con. Và hầu như là con thấy con cũng có một cái duyên đi tìm người á. Những cái thông tin nó nhỏ thôi mà vẫn tìm ra được, con thấy bây giờ chú là may mắn. Bây giờ hỏi cái người đó hồi xưa cô Kim ở đường nào, cái hạt ở đường nào, tại vì chung quanh này là Nguyễn Hoàng là hồi xưa giờ là Ngô Tự á. Dạ. Nguyễn Hưng đây là hồi xưa nó là Thủ Khoa Hưng, bây giờ nó là Nguyễn Hữu Hưng, cũng là một ông đó. Dạ. Đó thành ra là cô Kim hồi đó là nằm vào hãng xe nào. Dạ. Tại vì tại Sài Gòn hình như có mấy tuyến Tiến Lực. Tiến Lực Sài Gòn. Thuận Thành là hãng lớn chứ. Dạ. Minh Tâm là hãng xe Đà Lạt. Minh Tâm là đi Đà Lạt hả cô ha? Đi Đà Lạt. Hay quá ha. Đi Đà Lạt, Tâm Phước Toàn đi Ba Mươi Thuột.
Tân Phước Toàn là đi Buôn Ma Thuột. Chuyên đi Buôn Ma Thuột. Hồi đó ai mà đi lên thăm lính sư đoàn 23 bộ binh thăm là đi Dục Mỹ đó, là lên ra lên Buôn Ma Thuột. Đi Dục Mỹ nữa, đi Lam Sơn nữa. Cho con nhiều lắm. Ồ hay quá ha. Hồi đó là cái thời gian trước 75 rồi sau 75 là chú có thể kể cho con nhiều hơn về cái chuyện mà bà con mình xếp gạch không? Xếp gạch để chờ xếp hàng lấy vé đó. Dạ. Đúng rồi, nó có cái hàng rào B40. Coi như là đúng 4 giờ cái là nó mở cửa, nó chạy vô là phải xếp. 4 giờ sáng hả chú ha? Còn ai có thì phải xếp gạch. Dạ. Ồ, hồi đó thôi, hỏi nói rồi. Khổ. Ghê lắm, hồi đó là mua một cái vé đâu phải dễ đâu. Mà nó khổ lắm. Xếp dạ. Hàng rồi dai rồi, bà xếp có người không có người thì bà xếp gạch vô. Dạ. Xếp thách. Đó, thành ra là mình có một cái hình của cái thời trước năm 75 của cái hạng bến xe, của cái bến xe. À, chút nhiều... xíu chúng ta con ha. Bây giờ đang đi tìm không biết nó nằm ở đâu. Dạ. Wow. Nhân tiện thì cho con hỏi thăm thêm là cái này thì quá khứ rồi, cho nên khi mà hỏi thì chắc con không ảnh hưởng gì đâu. Cho con hỏi thăm về cái chuyện mà hồi xưa chở hàng lậu sau 75 á. Dạ. Đúng rồi, hồi đó là nó sau 75 á là tất cả những hàng hóa của tỉnh nào là không được vận chuyển. Phải vô hợp tác xã hết chú ha. Phải không được vận chuyển, ví dụ như cà phê không được ở đây, hay là làm Bâm Thuột không được chở về đây nó bắt. Dạ. Ở thị trường nó bắt. Hoặc là gạo Tiêu Hòa, Vũng Nha Trang là nó bắt. Là hầu như là vậy. Thế nên đi ta bị buôn lậu nhiều ra. Dạ. Là đó. Thế nên là hồi đó đúng rồi, năm giải phóng á là bắt đầu là thời bao cấp á, là hàng hóa luôn đó. Khó lắm. Dạ. Ừ. Cái thời đó là tỉnh nào xài tỉnh đó. Đúng rồi, không có tuồn ra ngoài. Đúng rồi. Từ gạo, mắm rồi cà phê, đậu xanh rồi đó, là tỉnh nào xài tỉnh đó thôi. Đi đường là nó bắt. Ở thị trường nó bắt hết. Dạ. Khó lắm. Cơm canh cháo phở cấm chở cà phê. Không, dạ. Bây giờ là tất cả những cái nhà mà bến xe ngày xưa hầu như là bây giờ thay đổi hết rồi. Dạ. Còn lại có vài cái nhà thôi. Vậy là đây là những cái căn nhà là xưa cũ nhất rồi, hiện nay. Nhà ngày dạ. Xưa này, nhà ngày xưa. Nhà Minh Tâm. Nhà kia là thay đổi rồi. Con thấy kiểu dáng đây có phải đó, nhà mình xưa. Là bà con luôn không hay là? Cũng bà con. Ồ dạ. Còn cái nhà kia xây lại, xuống cấp nhiều quá thì bán. Dạ. Cái hồi đó là họ ở chợ là bao nhiêu tiền một đêm chú ha? Trời ơi, còn có mấy chục. Hồi đó trước giải phóng thì mình không nhớ, nhưng mà sau giải phóng này là như có mấy chục à. Mấy chục đồng á hả? Ờ. Mấy trăm bạc cái chơi ở đầu kia, trường có 5 ngàn. Chứ giải phóng xong mình lương có 30 đồng 6 hào. 30 đồng 6 hào à? Ờ, trời ơi, tiền hồi mới giải phóng xong, học được nào thì 89 lần, có mấy chục ngàn. Ồ, vậy là nhà mình nguyên vẹn là từ xưa đến nay không thay đổi một chút gì đó luôn. Dạ. Từ 61 tới giờ. Ồ, nhà này là không thay đổi. Dạ hay quá. Dạ. Bây giờ là 80 mấy năm rồi. Thì đó còn nguyên luôn. Dạ. Hồi xưa là hãng xe. Sau này á là nó xây dựng cái bến xe ngoài này, nó mới đưa cái những cái văn phòng ra ngoài. Dạ. Văn phòng ra ngoài vậy là sau bị cháy. Ồ bị cháy nữa hả chú? Cháy sau cái nó mới đổi ngang mình chiều này. À, dạ hồi trước làm chiều này nó có sau cái nó đổi ngang cái chiều này để con kẹt cho đây thì chú nói rõ hơn ha. Rồi cho con mượn lại một đây. Vậy chú cho con hỏi thăm thêm hồi xưa mấy cái quán cơm góc bên kia là tên đi. Gì tên gì chú ha? Ồ quán đây đã bắt đầu nó từ đây chứ, từ đây luôn hả? Đến đây nè. Ồ là một dãy quán cơm, quán phở, quán đồ. Nhà này hồi xưa nó tút ngoài này luôn. Ồ vậy nó ra ngoài đây luôn á hả? Ở đây luôn. Ồ cửa sắt hồi xưa nằm đây. Ồ. Đấy nè. Dạ. Đây là đền Hùng Vương hồi xưa nè. Đền Hùng, dạ. Còn Quy Si. Đó là hồi xưa nó dài quá ngăn ra tút ở kia luôn. Hồi xưa mà chưa có đền Hùng á là kỷ niệm là ở dưới biển đúng không? Chứ dưới đường Di Tân á. À. Cái đền Hùng Vương này nó có rất là cũng là lâu rồi, hồi xưa nó là cái miếu thôi. Dạ. Miếu nhỏ nhưng mà nó có bức tường. Nó bức từ cái bức tường đó người ta mới làm quán để cho bến xe á. Dạ. Ăn quán phở, quán đồ dãy. Là ngay góc đây luôn đó. À, ngay đây từ đây là dãy. Dạ. Nhà mình là sát góc đây. Dãy luôn. Con có nghe cái câu chuyện này cũng Tiếu Lâm thôi. À, mấy người mà ở Quảng á, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi rồi đó, họ tới với Nha Trang mình, họ vô quán cơm, họ nói là cho tôi một ly cơm giòn. Là mấy người quán cơm tưởng đâu là cơm chiên giòn lên. Không phở, cơm giòn, cơm đây không cả, cuối cùng là nước cam màu vàng á. Dạ, nước cam màu vàng. Tại cho luôn. Dạ. Tiếng đó nói khó nghe. Dạ. Đó là những anh những chị kể lại cho con biết trong cái thời gian đó. Ồ. Vậy là có nhiều hãng xe lắm á chú ha. Ồ chung quanh đây là hãng xe không? Dạ. Chỉ có cái nhà thờ xứ Phước Hải là không có, còn mà dọc đây là hãng xe hết, bây giờ nó bỏ.
Cho con hỏi thăm thêm vòng vòng đây, bà con mình là người Bắc Nam Tư hết rồi sao chú? Khu dưới Bắc Tư đây là khu gọi là khu Nam Tư, khu định cư á. Dạ. Bắc vào. Dưới kia là định cư ha. Dưới kia là kiến thiết này nọ rồi sớm sớm già lá nữa. Đó đó, là khu đó khu định cư khu dạ. Của Công giáo á, xưa Bắc Nam Tư vô đây là họ. Xưa đó. Trước năm 75 sống mấy là đây là cái nghĩa địa. Nghĩa địa. Trước 75 là chỗ nào đó chú, nghĩa địa là nằm ở đó. Nguyên cái đây đất nguyên khu bên đây luôn. Có một cái đó đất nghĩa địa. Sau này bắt đầu nó mới làm cái bến tre. Dạ. Dạ là rồi sau cái nó có một cái kho xăng. Có một cái kho xăng nó hiếp bây giờ nó là kho xăng luôn đó. Dạ. Bây giờ nó cũng là kho xăng. Vậy là cái đường Phù Đổng Thiên Vương hồi xưa là cái đường tuyến đường chính xe chạy đúng không chú? Đúng rồi. Là xe từ đi về đó. Đúng rồi. Còn xe đi là đi theo đường này. Hồi xưa đó là đường hai chiều hết. À dạ. Hồi xưa nó nhỏ, nó đường hai chiều hết. Ờ. Cảm ơn chú rất là nhiều. Dạ, bây giờ thì chắc là con sẽ chạy qua chỗ đường quốc lộ 1 Bắc, chỗ đoạn cầu Hà Ra đó. Nghe nói bến xe Ninh Hòa xưa đó, bến xe. Dạ, nghe nói cái đoạn đó là nhà của ông chủ hãng xe Thuận Thành là ở đó hay sao? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Trần Giải. À, ông Trần Giải, ông họ Trần. Đúng rồi. Ồ dạ, ông họ Trần, biết đâu là cô Trần Thị Kim là dạ. Cái hãng ổng là đầu tiên là ổng là Trần Giải đó, ổng là nổi tiếng đó. Vậy là cái tại vì theo con được biết á là cái hãng xe Thuận Thành là nhà ổng ở đó. Đúng. Sát bên là cái gara Đông Thành. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Ngay gần cầu Hà Ra đó. Dạ đúng dạ rồi. Đúng rồi. Con cảm ơn chú. Cảm ơn bà, cảm ơn cô. Okay. Dạ chúc chú sức khỏe nghe chú. Chúc gia đình mình vạn sự bình an may mắn. Rồi. Dạ con xin phép. Dạ. Dạ kính thưa quý vị, những căn nhà ở phía đối diện với bến xe Sài Gòn nằm trên đường Thủ Kho Huân, bây giờ là Nguyễn Hữu Huân. Em sẽ men theo đường Nguyễn Hoàng của ngày xưa, bây giờ là Ngô Gia Tự. Quý vị thấy đền Hùng Vương, đây là chùa Linh Thứ, bên đây là đường Mê Linh, bên tay trái là có ngôi chùa Kim Quang, chùa Ni. Còn bên đây có vẻ như một cái nhà may hồi xưa nè quý vị, uống tóc Lan. Bây giờ thì em sẽ đi theo tuyến đường đến với lại cầu Hà Ra, chỗ gần gần với ngã ba Lò Heo một chút, thì ngay cái đoạn cầu Hà Ra sẽ có một cái ngôi gia của ngày xưa, đó là gia đình ông nhà xe Thuận Thành. Hồi nãy có nghe mấy cô chú nói là ông Trần Giải. Ông Trần Giải thì ông họ Trần, hy vọng rằng cô Trần Thị Kim là con cháu của gia đình này. Ngoài ra thì phía bên chỗ Lò Heo xưa đó quý vị, em cũng có biết thêm một người chú nữa. Nghe nói chú hồi xưa làm ở trong hãng xe Thuận Thành, là ở trong nhà luôn, trong nhà của ông Thuận Thành luôn. Cho nên bây giờ em sẽ chạy qua nơi đó hỏi thăm thêm xem sao. Dạ kính thưa quý vị, bây giờ thì em đã đến với lại đoạn quốc lộ 1 Bắc của ngày xưa, đường 2 tháng 4 của ngày hôm nay. Phía bên kia là cầu Hà Ra. Và quý vị đang nhìn thấy cái mật độ mà xe cộ lưu thông qua lại nơi này rất là đông. Tại vì đây là một cái lối huyết mạch đi ra khu phía Bắc của thành phố Nha Trang, băng qua cầu Hà Ra, băng qua cầu Súng Bóng. Còn nếu mà quý vị rẽ qua tay phải thì đây là một cái con đường mới mở mang tên là đường Sớm Cồn, sẽ đi qua phía bên Sớm Cồn là ông Tư, rồi đi qua cầu Trần Phú đến với lại khu phía Bắc. Có hai cái lối đi chính dẫn đến khu phía Bắc ở Nha Trang, cho nên những cái tuyến đường này lúc nào cũng đông đúc và nhộn nhịp. Ở đây nè quý vị, thì em đang đứng ngay góc này. Hồi xưa là cái chỗ tiệm
An Hy. Cái tiệm An Hy này đó là gara sửa xe Đông Thành. Ở đây thì em biết anh David là con của nhà gara Đông Thành. Còn nghe nói vòng vòng ở đây là có một cái hãng xe gọi là hãng xe Thuận Thành. Có vẻ như là ở đây em thấy có cái chữ inox Thuận Thắng, không biết là có phải bà con họ hàng gì hay không. Để em đi hỏi thăm những người có tuổi quanh đây xem sao. Tại vì cái chú mà em nói là em biết cái chú đó là hồi xưa làm cho nhà Thuận Thành á, thì cũng được người ta chỉ giúp thôi, qua đâu đường Vạn Hòa hay như thế nào đó. Con chào ngoại. Dạ ngoại ơi, cho con hỏi thăm xíu được không ngoại? Ngoại ở đây từ xưa tới giờ luôn không ngoại? Dạ, cho con hỏi thăm cái nhà của ông Thuận Thành, hãng xe Sài Gòn Nha Trang là ở nhà nào chứ ngoại hả? Hồi xưa là hãng xe Việt Nữ, giờ đi hết rồi. Dạ đúng rồi, nhà ông Trần Giải á, phía bên đây hả chị? Dạ. Vì ở năm 1963 tới giờ. Dạ, năm 63 tới giờ. Cho con hỏi thăm nhà ông Trần Giải á, là không biết có cô. Ông Trần Giải. Dạ, có cô nào tên là Trần Thị Kim không ngoại? Hả? Có cô nào tên là Trần Thị Kim không? Có đứa cháu nội á, có đó hỏi có nhà. Đây dạ, nhà. Để con hỏi thăm thử ha. Đây nhà mà cửa ấy nó đo. Đi tới đây. Dạ ngoại chờ chị giúp con ha ngoại. Cảm ơn ngoại. Là gia đình họ vẫn còn ở đây hả ngoại? Đứa cháu nội. Dạ. Nhà cánh cửa sắt này. Đó cái nhà mà xe ta cửa gương. Ồ nhà cửa gương. Dạ dạ. Chú kêu chị Đông ơi, chị Đông. Dạ cảm ơn ngoại. Đông dạ. Châu á. Dạ dạ. Nhà cửa gương đây thưa quý vị. Đây là nhà của ông hãng xe Thuận Thành ngày xưa. Dạ kính thưa quý vị, em vừa rồi cũng có hỏi thăm gia đình hãng xe Thuận Thành. Tuy nhiên thì gia đình cũng cho biết rằng ở nhà không có ai tên Trần Thị Kim. Ủa giờ sao vậy? Sao chị trời vậy? Dạ. Cho nên bây giờ thì em đang đứng ngay khu vực này, không biết rằng em sẽ hỏi thăm tiếp theo ai bây giờ đây thì em cũng đang phân vân. Tại vì cũng không có cần thiết phải hỏi thêm cái người chú mà hồi xưa làm việc trong hãng xe Thuận Thành nữa. Tại vì hỏi ngay gia đình rồi. Hy vọng rằng mấy anh, mấy chú ngày xưa sinh sống ở quanh bến xe Sài Gòn Nha Trang có thể cho em biết thêm thông tin. Hoặc là những cô chú anh chị có sinh sống ở Nha Trang mình biết thêm về những cái hãng xe Sài Gòn Nha Trang của người Nha Trang mình á, thì có thể biết được cô Trần Thị Kim nay ở nước nào. Bây giờ thì em sẽ đi hỏi thăm thêm. Ngoài đây bắt đầu cúng rồi. Ngoại cứ làm việc gì cũng ngoại nha, ngoại tự nhiên nha. Dạ. Nay nhà mình cúng cái gì đó ngoại? Dạ. Cho con kẹp này vô ngoại nói chuyện rõ hơn ha. Cái vậy? Dạ. Kỳ quá. Quay ngoại lên cho bạn bè ngoại coi. Ngoại là kỳ cựu ở nơi này luôn đó. Đây là đường 2 tháng 4. Bây giờ những cái hình ảnh xưa cũ cũng như là những cái câu chuyện xưa em sẽ chờ ngoại xong việc rồi sẽ hỏi thăm ngoại để gửi đến quý cô chú ông bà những cái tản mạn về lịch sử. Con kê về xôi cháo nhão được cũng các chư vị đạo lộ đường xá và không chứng minh cho đệ tử hộ trì cho tất cả đường 2 tháng 4 này tai qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ vừa làm đêm tới đều giữ tâm đi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô chứng minh sư Hồ Tát.
đó, cũng nhà của ngoại luôn. Có cấm gốc cây không? Cấm gốc cây con cấm nha, để ngoại cú xuống đầu lưng. Hai cây luôn hả ngoại ha? Ừ, cấm hết luôn. Dạ. Ngồi ở đâu uống nước? Dạ. Nước ngoại rất ngoại ngồi đi, ngoại ngồi đi. Ngồi đi con ngồi. Dạ ngoại ngồi đi ngoại. Ui cha, con thấy trong nhà ngoại có cái tấm phản đẹp quá ngoại. Hồi xưa giờ luôn hả ngoại? Xưa giờ. Wow. Cái chân nó hơi lạ so với những cái phản khác. Cái chân đó là cái cúc đạn ở trên sân bay á. Ồ vậy đó hả? Đây, ông chú ông làm không quân á. Cho con quay chút được không? Quay đi có gì đâu. Dạ dạ. Wow, hồi xưa là ông ngoại làm không quân. Không quân á, ở trong phi trường á. Ui cha ơi. Đẹp quá ha. Cái này nãy quả nói là cái gì quả? Hả? Cái này quả nói gì? Cái ông Túc đó, cái đó là ông Túc của đạn á. Ồ, ông Túc của đạn ha. Phi trường sân bay á. Wow. Cái tấm phản của quả giá trị lắm luôn nè. Dày. Ngoại sống ở đây từ năm 63 tới giờ ngoại ha. Sống 10. Dạ. Sống 10, sống 3. Vậy cho con hỏi ngoại, thăm. Con ngoại 62, 63 tuổi rồi. À con có ngoại 62, 63 tuổi rồi. Dạ. Chị gì vậy? Cho con hỏi thăm cái hiện trạng của cái đường quốc lộ 1 Bắc này hồi xưa á. Cái đoạn này là hồi xưa bà con đi qua đi lại vui không quả? Cũng vui chứ. Vui bình thường. Nhưng mà bây giờ nó hơi thay đổi. Dạ thay đổi nhiều luôn á. Nó thay đổi chứ còn nói chung là hồi xưa nó âm u một xíu. Cho con hỏi là hồi xưa á ngoại, cái chỗ mà người ta đi thắp bà á là có kẹt xe ra tới đây luôn không? Kẹt chứ. Kẹt ra kẹt tới đây luôn. Ngày lễ Phật đản rồi đông lắm. Ngày lễ Phật đản là từ Đồng Đế vô lên ở trên chùa Long Sơn á. Dạ. Đông mà đẹp lắm. Đó là có mùa tháng 7, tháng 4 lễ Phật đản á. Dạ. Mùa lễ Vu Lan báo hiếu rồi. Là hồi xưa là cũng đã có những cái chương trình đó rồi. Ôi, đầy đủ hồi xưa như cái đó chuẩn lắm. Dạ. Cái bây giờ là thấy nó lần lần nó mai một rồi. Dạ. Chứ hồi xưa hồi đó quả mới mười mấy tuổi. Quả lên thông tin á, rồi coi lễ Phật đản rồi dân ấy rồi đó mà vô chỗ đó nó đông kia hồi đó quả đi thắp thắp gì nè. Dạ. Thờ đó quả mới có. Sau này vậy ở chính ở đây qua đây mày gọi xin đứa con á. Hồi đó hồi xưa thì ổng là trung sĩ hạ sĩ không quân á. Ổng đi vậy chứ ổng cũng về nhà ổng làm việc à. Dạ. Ổng lao động mà tội á. Dạ cho con hỏi thăm thêm cái nhà Thuận Thành á, có ai đi nước ngoài không ngoại ha? Ai? Nhà xe Thuận Thành, nhà của ông Giải á. Có chứ. Nhà có. Vui chứ. Dạ. Nhà đây là thành phần là mấy người này là làm ăn từ lao động không? Dạ. Làm ăn mà hiền hậu lắm. Mình sống theo chế độ cũ mà. Có ăn có học đàng hoàng. Một phần là con mấy đứa con, nhà nào có Việt Kiều thì có con này nhỏ thì nó đi qua bên đó. Như nhà đó, ông Giải đây nè. Dạ. Trai gái thì cũng có mấy người. Mà nó nghe nó ở đâu Hà Lan á. Ở bên Hà Lan. Dạ. Dạ chúc mọi người sức khỏe rồi. Dạ cảm ơn chúc cả gia đình mình vạn sự bình an may mắn. Bữa nay chú cũng hên đấy chứ, tự nhiên mở cửa rồi cúng rồi đây chứ còn mấy bữa giờ này ngoại vô rồi nằm là đóng cửa đó, đóng cửa lại. Dạ bữa nay cũng của ngoại này. Ồ vậy là anh này là con của ngoại. Con ngoại á. Dạ út á. Dạ con chào ngoại nha. Nếu mà có gặp ai có hỏi này về tin tưởng thì nói cho bà gỡ là thăm nha. Dạ thằng ngoại nói trên đây luôn đi, chắc chắn là quý ông quý bà cũng đang coi á. Nói bà cô Tư bảo gỡ là thăm bà dì Bảy á. Dạ. Dì Bảy Chánh á. Dạ. Có ông bà mới về đó, bà ở bên Nhật mới về đó. Dạ rồi con chào ngoại nha, xin phép ngoại. Dạ. Cảm ơn chú. Dạ kính thưa quý vị, bây giờ thì em vẫn còn đang ở ngay góc đường 2 tháng 4 quốc lộ 1 Bắc của ngày xưa. Hướng bên kia là cầu Hà Ra. Và bây giờ thì em chia sẻ thêm đến quý vị những cái thông tin quan trọng nữa trong cuộc tìm kiếm này. Sau khi mà em hỏi thăm gia đình Thuận Thành á, thì gia đình có cho biết rằng không có ai tên Kiên hay là Kim gì đó.
Rồi đến khi mà em hỏi thăm lại những người khác ở quanh đây thì người ta cho em biết rằng có đến hai gia đình hồi đó làm hãng xe Sài Gòn Nha Trang, xe Thuận Thành là một, và đặc biệt là hỏi thăm thêm ông Bảy Thành. Ông Bảy Thành, thưa quý vị, ông Bảy Thành thì người ta cho em biết rằng có một cái chỗ nhà bán đồ tang lễ có tên là Khoa Phước Lộc đó quý vị. Thì bây giờ em sẽ vô trong nhà Khoa Phước Lộc để hỏi thăm thêm, tại vì gia đình đây là gia đình của ông Bảy Thành, hồi xưa cũng làm nghề xe đò Sài Gòn Nha Trang, một hãng xe cũng lớn, có vẻ như là xe Thái Bình hay sao đó quý vị, cũng nghe bà con cho biết là như vậy. Bây giờ thì xin phép mời quý vị hãy cùng đi với em tới với nơi này, phía bên kia là chỗ ngã ba là heo rồi. Dạ chào cô. Dạ cô cho con hỏi thăm trước nha cô. Rồi. Dạ dạ. Dạ. Con đang đi cùng rồi á. Cái chú này đang ở Mỹ, hồi xưa là chú ở Sài Gòn. Chú có nói là quen biết với một cái cô tên là cô Trần Thị Kim. Năm 75 đến năm 78 á, thì chú có nói là cô Kim này là con gái của một nhà hãng xe Sài Gòn Nha Trang ở Nha Trang. Con không có biết là nhà mình là ông Bảy Thành hồi xưa đúng không con? Đúng rồi. Là cũng hãng xe lớn ở Sài Gòn Nha Trang. Bên hãng xe Thái Bình nữa con. Thái Bình chạy. Dạ. Thái Bình chạy Nha Trang Sài Gòn nhưng mà không ai tên Kim. À không ai tên Kim. Nhưng mà không có con tên Kim. Con là tên Phúc. Dạ. Nhà mình với nhà Thuận Thành có bà con không cô? Hãng xe Thuận Thành. Hãng xe Thuận Thành đó, dạ. Thuận Thành hồi xưa là ở đâu ta? Hãng xe Thuận Thành cũng là hãng xe Sài Gòn Nha Trang luôn á. Nhưng mà nó không ở Nha Trang, hình như là ở hồi Thuận Thành. Có cái nhà Thuận Thành cũng ở bên đây nè, con cái với nhà Thuận Thành không? Hồi nãy con có hỏi thăm anh Tèo, nhà bên đó. Quá, là dạ, dạ. Giải á thì có xe, không biết là hồi đó ông lấy cái xe gì. Còn ở đây là xe ca Thái Bình. Ờ, xe đi Thái Bình luôn hay là tên Thái Bình? Xe ca Thái Bình, Nha Trang, Sài Gòn. Ờ, nhà mình hết chạy xe từ năm nào vô con? Không luôn. À, sau 75 là không có kinh doanh nữa. Dạ. Rồi đi tìm người thân hả? Dạ đi tìm người thân. Nhưng mà nó tìm Kim hay sao? Muốn tìm cô bên Kim hay là muốn tìm bên vậy? Dạ tìm cô Trần Thị Kim. Tại vì á cái chú nó biết là năm 78 cô Kim cũng đi Việt Tiên. Chỉ biết là ở nước ngoài thôi chứ không có biết là còn sống hay đã mất hay là chú đang ở đâu hết. Cô Kim đúng không? Đúng rồi, chú đó đang ở Mỹ, chú là gốc Sài Gòn. Cho nên chú không có phải người Nha Trang nên chú cũng không có rành nhiều lắm. Cái thông tin ra chỉ biết được nhiêu đó thôi, là con gái của một hãng xe ở Nha Trang. Cô Kim giờ nó ở đâu mà không biết đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Hồi đó kia nhà mình đặt tù là màu gì con ha? Xanh. Màu xanh, xe Thái Bình. Dạ. Xe Thái Bình, Nha Trang, Sài Gòn. Dạ. Chính như vậy nó đi hướng người đó. À chỉ đi tuyến Sài Gòn, Nha Trang, Nha Trang, Sài Gòn. Sài Gòn, Nha Trang, Sài Gòn, Nha Trang, Sài Gòn. Dạ. Đó là xe ca Thái Bình. Còn cô Kim này con cũng hãng gì đó thì cũng không bao giờ gì. Nếu mà con có hãng gì đó mà 70 mấy tuổi á. Đúng rồi, dạ, 72 tuổi. Bây giờ cô Kim hồi đó cái chuyến Sài Gòn Nha Trang mình khởi hành từ bến xe Sài Gòn trên đường Nguyễn Hoàng á, đi tới Sài Gòn là bao nhiêu ngày mới tới con ha? Hồi đó mưa bom đạn lạc giống như mình vậy thôi. Mà hồi đó mưa bom đạn lạc rồi cũng lông ra. Mình đâu biết được. Dạ. Kim hay Kim? Hả? Kim. Kim. Kim hả? Giai đoạn Trần Kim. Ồ. Có hỏi toàn không? Em anh chẳng hạn. Ở tàu bên ngay á. Tự nhiên anh gì nè. Từ từ kiên như kiên vậy. Ồ, kiên như kiên vậy đó, đúng rồi, vậy là gần gần nhất đó. Ồ. Kiên như kiên, kiên, nha hư hê. Ồ, mừng quá, mừng quá. Kiên đúng không? Hả? À, đừng kiên. Nhưng mà giờ cái gia đình này ở bên Mỹ hết rồi. Từ kiên, từng anh, từng phúc, từng ai, ông. Rồi cô Kiên là khoảng bao nhiêu tuổi? Cô Kiên khoảng bao nhiêu tuổi? Đó, mấy mấy tuổi đó. Ồ, vậy là cho vậy đúng rồi đó. Con ở cậu tư nhà. Dạ. Cậu tư đây là cái nhà đề ở bên Mỹ rồi. Dạ dạ, ôi trời, vậy là đúng rồi, vậy là đúng rồi. Bây giờ sao giờ mà... Có thể là do lâu quá chứ nó quên hay là do cái cuộc gọi á, cuộc gọi cái sóng nó không có tốt luôn, nghe Kim hay Kim. Dạ đang ở nước ngoài hết. Ở Mỹ. Ở Mỹ.
Dạ. Ở Mỹ mà mình xin được tiền thứ 12. Có thể liên lạc được với ai được không cô? Tiền thứ 2 ra đầu. Tiền á? Dạ. Con hỏi chị Kiên, tìm chị Kiên. Tìm chị Kiên, tìm chị Kiên. Bạn hả? Bạn bè hồi xưa. Cô Kiên hồi xưa. Dạ trai. Cô Kiên hồi xưa sau 75 á, làm việc ở nhà máy dép 751 ở trong Sài Gòn. Rồi sau năm 78 là đi vượt biên. Năm 78 là đi vượt biên. Đó, Kiên, Kiên là tôi nghĩ là đúng rồi đó. Kiên ở Mỹ. Dạ, tại vì qua cuộc gọi là sống nó không có tốt quá, nhiều khi nghe không có rõ ràng lắm. Dạ, vậy là đúng rồi. Tuổi tầm 72 đến 74 như đó. Bây giờ ông sao ông tìm hả? Dạ. Một là cho con biết gia đình đi đúng rồi, hết luôn rồi, không có ai đây. À, gia đình mình có liên lạc được với gia đình bên đó không? Người ở đây là ở Bình Hòa. Bây giờ vậy nè nha, để qua số điện thoại của em. Dạ. Tự nhiên mà tìm được cái, tại vì bây giờ cái gia đình này là ở bên Mỹ nhưng mà có cái họ hàng ở huyện Bình Hòa đó. Dạ. Nhưng mà để hỏi thì cái họ hàng đó có biết cái, đó có biết cái địa chỉ của con kia này không? Dạ. Đó. Vậy cho con hỏi ông ngay hồi xưa là hãng xe gì vậy cô? Thái Bình luôn. Cũng Thái Bình luôn. Còn tôi đó. Nhà mình thứ 7. Nhà mình như là ông đó với mấy chồng chị là cô cậu ruột. À, cô cậu ruột. Như cái cậu tư này là cũng chết rồi. Dạ. Và còn bà mợ có đứa con này chị Tiên. Cũng ở Mỹ cơ. Gia đình mà mợ là ở Mỹ hả? À, dạ, dạ. Bây giờ mà còn em ở Nha Trang hả? Em ở Nha Trang, em ở Nha Trang. Ở đường nào? Ở đường Tân Đảng á. Dạ, kính thưa quý vị, sau khi hỏi thăm và xác minh được một vài thông tin thì em cũng được biết rằng gia đình của ông Bảy Thành, gia đình ông Bảy Thành hồi xưa kinh doanh nghề xe đò Sài Gòn Nha Trang, và cũng có thêm một người thân ở trong gia đình cũng có kinh doanh xe đò Sài Gòn Nha Trang, cũng tên là Thái Bình luôn thưa quý vị, hãng xe Thái Bình, và đó là ông Tư Ngay. Ông Tư Ngay thì gia đình đã định cư ở bên nước Mỹ và có một cô con gái tên là cô Kiên. Cô Kiên chứ không phải cô Kim thưa quý vị. Và tuổi thì cũng tầm khoảng từ 70 đến 74 nằm trong số đó. Em tin chắc rằng đúng là gia đình mà em đang tìm kiếm, và đúng là cái tên cô Kim hay là cô Kiên gì đó rồi. Rất là mừng. Tại vì có hỏi thăm mấy cô chú ở trong nơi này thì cũng xác minh được một số thông tin trùng khớp. Hiện nay thì toàn bộ gia đình đã định cư ở nước Mỹ để họ có thể liên lạc được với nhau và xác minh lại một số thông tin. Thì em cũng đã để lại số liên lạc của em, tên và địa chỉ. Sau này có việc cần thì gia đình sẽ liên lạc với em để mà tìm hiểu thêm. Đặc biệt là chú người Sài Gòn á thì cũng rất là mong muốn được tìm gặp và trò chuyện lại với lại cô Trần Thị Kim. Cái việc tìm người trong ngày hôm nay coi như là cũng đã hoàn thiện được 90% rồi thưa quý vị. Còn 10% còn lại là khoảng chừng vài ba ngày tiếp theo sẽ chờ xác minh thông tin từ phía gia đình ông Bảy Thành đến với gia đình ông Tư Ngay. Rồi sau đó là em mới có thêm đầy đủ 10% còn lại để đưa chú Sài Gòn biết thêm được thông tin về cô Kiên. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với em trong clip này. Chúc quý vị được nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Đến đây thì cho phép em được nói lời kết thúc video. Hẹn gặp lại quý vị ở những clip sau. Chào tạm biệt ạ. Trân trọng.